đã lên tầng 2 chấn mấy gói bim bim mà con gì nó vừa mua nhá. Xong rồi tía mày lên hẳn từng tầng. Ê! Ây à! Ây à! Ây à! Anh ơi cho em xin lỗi, em không cố ý ạ. Thế gì? Không cố ý á. Mình cảm ơn nhá. Thằng kia, mày làm gì đấy? Em tưởng đại ca ra hiệu cho em đỡ tên này dậy. Thế ra tao bảo. Đây. Này. Dạ. Mày ăn cái gì mà mày ngu ấy hả? Thầy thì này. Đủ nó hại em nữa. Anh ơi, anh định làm gì đấy hả? Anh bình tĩnh được không anh? Bình tĩnh nhá. Mày nghĩ mày làm tao ngã thì tao sẽ làm gì mày? Con chó này. Này chị, vô tình này. Này không làm gì con chó này. Thảo Hoàng, anh cất sách cho cô lâu thế nhở? Sắp chống qua học rồi. Khi nào thì bọn mình bắt đầu ăn hả mày? Cảm giác nhìn mà không được chạm vào nó đau khổ lắm. Nó như kiểu muốn đánh một quả giấm thật to, nhưng vì đang ở trong lớp mà phải kìm nén. Nó giống như kiểu bị táo bón. Dù muốn nó ra thế nào nhưng mà cố dặn mãi nó không thể ra được. Đau khổ lắm. Đau khổ lắm. Gì? Sao nhìn tao chằm chằm vậy? Này, mày cầm lấy mà ăn luôn đi. Nghe mày diễn tả xong tao không muốn ăn luôn đấy. Lại cho tao hỏi tí. Mày có thấy thằng Hòa Anh bạn của tao đâu không? Bởi vì vừa lúc nãy nó bảo với tao, nó lên nó giúp cô giáo một tí, xong nó xuống căng tin. Mà tao với con An ngồi chờ nãy đến giờ không thấy nó đâu cả. Này, mặc dù tao nhiều chuyện thật đấy, nhưng không phải lúc nào tao cũng thế đâu. Tao là cổng thông tin di động, nhưng mà không phải thông tin nào tao cũng biết. Cần phải có thời gian để nghe ngóng tình hình đã. Còn bây giờ, tao phải nghỉ ngơi ăn uống, miễn tiếp khách, thế nhá. Thái độ đấy là ngứa đòn hả mày? Thôi, nó đang thích một cái anh, nhưng mà cái anh đấy lại có người yêu rồi. Với cả nó bị từ chối trước mặt nhiều người nên nó bị sốc tâm lý đấy. Kệ nó, đừng có để tâm đến nó. Vì mày nói lý do chính đáng nên tao mới tha cho nó đấy. Không người biết tay tao. Thôi ăn đi, sắp đến giờ vào học rồi. Chờ thằng Anh biết đến bao giờ. Thằng Hoàng Anh nó làm cái gì mà mới đánh trống ra về đã chạy đi luôn rồi đấy. Có khi nào nó đi gặp người yêu không? Nó làm gì có người yêu mà gặp. À ở nhà, tao quên đấy. Này. Này. Cái người đang úp mặt vào cây khóc phía trước có phải thằng Hoàng Anh không nhở? Đúng rồi. Nó làm sao ấy nhở? Còn thắc mắc gì nữa, lại đi xem. Hoàng Anh, mày làm sao đây? Mày làm gì vậy? Bọn mày đến đây làm gì ấy? Đường này đường đi về. Bọn tao đi học đi đường này để về chứ làm gì nữa. Tao không bị làm sao cả. Bọn mày đừng có quan tâm tao. Mày có chắc là mày không sao không? Không sao mà mày lại đứng đây khóc? Đúng rồi, tại sao mày lại khóc? Mày cứ nói ra đi, bọn tao sẽ giải quyết cho. Tao không bị gì cả, bọn mày đừng có mà nhiều chuyện. Bọn tao vừa mới hỏi mày thôi mà, sao mày thái độ ghê thế? Càng nói không có chuyện thì chắc chắn là có chuyện. Tâm lý này tao biết mà, tao hay vậy lắm. Này, mày bị làm sao đây? Sao lại tím thế này? Mày mới bị ai đánh đúng không? Mày bị sao đấy? Nói đi. Tao không có gì đâu, bọn mày không phải lo cho tao. Giờ mày muốn gì? Một là nói cho bọn tao biết, hai là nghỉ làm bạn. Đúng. Tao bị anh Dương lớp trên đánh. Cái gì? Anh ta là ai mà dám bắt nạt mày? Anh ta có phải là cái người mới chuyển đến trường mình 2 ngày trước đúng không? Đúng. Anh ta mới chuyển vào trường mình 2 ngày trước. Ở trường cũ ấy, anh ta là đầu gấu, chuyên đi bắt nạt bạn học đấy. Quá đáng. Ỷ là đầu gấu trường trước mà sang trường mình dám hung hăng thế à? Dám đụng tới người của F4. Hoàng Anh, mày kể chi tiết xem nào, xem hắn ta bắt nạt mày như nào. Bọn mày có nhớ cái lúc mà cô giáo nhờ tao bê cái chồng sách lên phòng giám thị cho cô không? Tao không may đâm vào anh ta, thế là anh ta đẩy tao xuống rồi đá tao liên tục ấy. Sao? Mày có còn vô ý va vào tao nữa không? Anh ơi, em không dám nữa. Mà nhìn kỹ,
nhìn mặt mày cũng đẹp dai chứ nhở? Không, em không bán sắc đâu ạ. Thằng điên này, mày nghĩ tao định làm gì mày mà mày bảo là không bán sắc hả? Thế anh định làm gì em ạ? Với khuôn mặt đẹp dai, đậm chất công tử bột như mày thì mày rất thích hợp làm tay sai vặt cho tao. Không anh ơi, em không làm đâu ạ. Cái gì á? Mày nghĩ mày có quyền từ chối à? Hay là mày muốn tao cho mày ăn đòn thêm vài trận nữa thì mày mới chịu nghe lời hả? Anh ơi, thôi em đồng ý ạ, anh đừng đánh em nữa ạ. Biết sợ là tốt. Mà tao nói cho cái mặt mày biết này, tao là đầu gấu trường cũ, không phải cái loại tầm thường đâu. Mày mà làm trái lời tao á thì chỉ có con đường thôi. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Còn nữa, mày mà dám đem cái chuyện tao đánh mày ấy đi tố cáo người khác ấy thì mày biết hậu quả rồi đấy. Sau đấy anh ta còn hỏi tao là mày biết bố của tao là ai không? Ghê vậy, bố anh ta là ai? Nghe nói câu đấy á, chắc chắn bố anh ta không tầm thường rồi. Đừng có nói là hiệu trưởng trường mình nhá. Hay là giáo viên trường mình, hay là nhà tài trợ học bổng. Không phải, bố anh ta là bác dọn vệ sinh ven đường. Hả? Bố anh ta là bác dọn vệ sinh ven đường? Mà sao mày phải sợ thế? Bó tay luôn, có thế thôi mà cũng sợ. Bọn mày chả biết cái gì cả. Ngoài nghề làm dọn vệ sinh ra ấy, bọn mày biết nghề tay trái của bố anh ta là gì không? Chính là hacker, chuyên hack mọi loại camera an ninh. À, ra vậy. Có nghĩa là hôm đó, dù vụ việc có được camera an ninh của trường ghi lại thì cũng sẽ bị bố của anh ta hack được và xóa đi. Mình không có chứng cứ để tố cáo. Đúng, đấy là lý do ấy tao không muốn tố cáo. Tại vì sao? Tao mà tố cáo mà để anh ta biết ấy, anh ta sẽ hành hạ tao nhiều hơn. Thế nên là khi chúng mày hỏi, tao cứ chối. Không được, bọn tao không thể để cho anh ta bắt nạt mày được. Nếu cách này không được, bọn tao nghĩ cho mày cách khác. Đồng ý. Tao cảm ơn chúng mày nhiều lắm. Mà theo như mày nói, anh ta từng là đầu gấu ở trường cũ đúng không? Đúng. Bọn mày đừng quên, trước khi qua đây và bị con Quỳnh thu phục, tao cũng từng là một chị đại đứng trên gần chục đàn em ở trường cũ đấy. Ờ, thì sao? Tạm thời bọn mình không có chứng cứ tố cáo thì mình chơi luật giang hồ, đấu một trận quyết định đi. Này, sao mày liều thế? Hai đứa đấy chúng nó mạnh lắm ấy. Có con Quỳnh ở đây thì may ra chứ, ba bọn mình nó đấm phát chết rồi. Mạnh nhá, mạnh cỡ nào? Nếu hai tên đó là giang hồ chính gốc, bọn mình không biết rõ lai lịch, không biết rõ có bao nhiêu tên thì còn sợ. Chứ đây cùng là học sinh, lớn hơn mình có một tuổi. Cựu đầu gấu chưa chắc tao đã thua. Hồi ở trường cũ nhá, tao đã từng đánh thắng bao nhiêu tên đầu gấu tự xưng rồi. Con Quỳnh đợt này nó về quê hơi lâu, nên tao nghĩ tao phải comeback để bảo vệ chúng mày. Hay, mặc dù tao không ủng hộ việc đánh nhau, thế nhưng mà một cái tên á, dám bắt nạt bạn học, ỉ bố mình làm hacker, đáng bị ăn đấm, phải cho nó một bài học. Đúng, ba chắc chắn sẽ thắng hai. Không gì có thể ngăn cản nổi bọn tao cứu mày ra khỏi những kẻ bắt nạt. Đúng, với sự đoàn kết của bọn mình, sức mạnh và kinh nghiệm của con An, trận này bọn mình chắc chắn sẽ thắng. Mày chỉ cần trao sự tin tưởng cho bọn tao thôi, ok? Được, tao tin bọn mày. Nhưng mà có con Quỳnh thì có vẻ là xác suất thắng sẽ cao hơn. Sao? Hai anh sợ bọn tôi chưa? Đừng có mà bắt nạt bạn tôi nhá, không dễ đâu. Sợ chưa, sợ chưa? Sợ? Chưa. Mời lên đây đấu một trận để xem ai sợ ai. Này, sao lúc ở nhà mày không bảo cho bạn tao là bọn này mình mẩy cơ bắp thế này? Thì mày có hỏi đâu mà tao nói. Với lại là tao đã bảo nó là chúng nó mạnh lắm rồi, mày phải hình dung ra chứ. Mày không nói, làm sao bọn tao hình dung ra được? Thế bây giờ phải làm thế nào chúng mày? Sao thế? Muốn gì? Lên đi chứ. Bọn em có muốn gì đâu, bọn em tập kịch mà. Đúng rồi, em tập kịch. Những người đẹp trai và phong độ như anh đây xứng đáng có người phục tùng. Quang Anh, phục tùng anh ấy cho tốt nhá. Bọn tao đi đây. Em đi đây.
Nào là tao sẽ bảo vệ mày, nào là tao sẽ đánh thắng chúng nó. Trời ơi, đúng hại còn ăn hại. Gặp con Quỳnh nhá, nó còn lâu để tao bị đánh như này. Thì đấy là tình huống bất đắc dĩ, chứ có ai muốn thế đâu. Ai mà biết được bọn nó đồ con lại còn có võ nữa. Là tại mày ấy, không nói cho bọn tao biết trước. Bọn mày im đi. Tại tao không nói rõ hay là tại bọn mày không hỏi rõ? Xong rồi lên đó đi đánh nhau. Thì cho bọn tao xin lỗi đi. Cái lúc đấy ạ, bọn tao có mỗi cái kế lui binh là thượng sách thôi. Mà bọn tao muốn lui ạ, thì phải hy sinh mày để mày tiếp tục làm chân sai vặt cho anh ta. Đúng rồi, khi đột nhiên thấy quân địch quá mạnh mà vẫn xông lên đánh là ngu. Và với những đứa con gái xinh đẹp, tài giỏi, thông minh như bọn tao thì sẽ không bao giờ làm mấy hành động ngu ngốc đấy. Nó không biết ngượng mồm à? Xinh đẹp, tài giỏi, buồn nôn. Thôi đừng có giận nữa. Như tao nói từ đầu ạ, không được cách này thì mình bày cách khác. Mà tao lại nghĩ ra một cách nữa rồi. Cách gì? Nếu như bên kia đã hủy bằng chứng đánh mày ở sân trường thì chúng ta có thể tạo một bằng chứng khác. Ý mày là chính xác. Chỉ có điều lần này mày vẫn phải chịu thiệt một chút. Mày chịu bọn tao đấy à? Bảo mày giao tiền thì mày bắt bọn tao lên đây. Mày có xem tao là đại ca của mày không đấy? À, hành động. Lần này thì bọn mày chết chắc. Có gì đấy sai sai. Ui giời ơi, đấy là chế độ chụp ảnh mà Vân. Thế từ nãy giờ tao bấm chung không bấm quay à? Ui, cái con ngu này, tao bảo mày tập trung vào cơ mà. Hai đứa kia, chúng mày đang làm cái trò gì đấy? Tưởng gì, hậu đậu y như thằng Hoàng Anh ấy. Đi bắt nạt mà, ngã. Buồn cười, kinh khủng. Thấy ai mà dám thế? Mày chạy qua đây lúc nào mà nhanh thế? Vui quá nhỉ? Chúng mày vừa quay cái gì đấy? Không, bọn em không quay cái gì cả. Bọn em đứng đây để chờ bạn mà nhờ. Với cả cái điện thoại em nó bị không có sóng ấy. Em phải ấy ra để em lấy sóng ấy, nên không chụp. Lúc nãy nó bắt sóng, nó vung vung cái điện thoại. Em sợ điện thoại văng ra nên em kêu to thôi. Chứ không phải nó quay phim lại ấn thành chụp ảnh nên em kêu to đâu. Ra là vậy. Thế các em thử nhìn mặt anh xem. Em nghĩ là anh có tin không? Ui, thằng Hoàng Anh trốn kìa anh. Đâu? Chạy. Hai đứa mày chạy à? Thì có mỗi thằng kia thôi. Mày phải chết với tao. Ôi giời ơi. Chúng mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy nhá. Yeah. Tao đi về, không chờ bọn mày nữa. Hoàng Anh, giờ sao bây giờ Vân? Thằng Hoàng Anh nó bị đánh nhiều quá, nó sang chấn tâm lý, giận bọn mình luôn rồi đấy. Đã đến lúc chúng ta phải dùng cách này. Tao đảm bảo, dùng cách này xong, thằng Hoàng Anh sẽ không bị bạo lực nữa. Cách gì? Tưởng gì ghê gớm lắm, hóa ra đi mách thầy giám thị. Cách này là hữu hiệu nhất rồi. Lần trước bọn mình không dùng cách này ạ, là vì không có đủ chứng cứ chứng minh thằng Hoàng Anh bị bắt nạt. Thế nhưng mà trong cái rủi lại có cái may, tao vô tình chụp được kiểu ảnh anh ta đẩy Hoàng Anh vào tường với vẻ mặt hung dữ. Thế thôi, cũng đủ để tố giác anh ta về hành vi bắt nạt rồi, hiểu không? Thực mình lên. Cũng đúng. Nhưng mà ít ra tao cũng giúp mày có bằng chứng, chứ không phá hoại hoàn toàn. Chào các em. Em chào thầy ạ. Có phải các em muốn tố cáo hành vi bắt nạt? Dạ đúng rồi ạ. Vâng, lấy ảnh ra đi. Dạ đây ạ. Bọn em có bằng chứng cụ thể để tố giác hành vi bắt nạt bạn Hoàng Anh của anh Dương. Mà hành vi bắt nạt này là hành vi đáng lên án, đúng không thầy? Đúng. Vì vậy em nghĩ rằng những hành vi bắt nạt này cần được xử phạt một cách nghiêm minh và công bằng. Em tin tưởng thầy, một giáo viên giỏi, một hệ thống giáo dục tiên tiến của trường không thể để cho những hành vi bắt nạt bạn bè này xảy ra trong trường được. Chính xác. Người ta thường nói trường lớp như ngôi nhà thứ hai của học sinh, thầy cô thì như cha mẹ. Làm thế nào mà ngôi nhà vòng cha mẹ lại để cho con mình tổn thương, đúng không thầy? Cho nên em tin rằng chẳng ai có thể bảo vệ bạn Hoàng Anh khỏi bắt nạt ngoài nhà trường cả. Luôn luôn tin tưởng nhà trường, luôn luôn tin tưởng thầy cô. Một môi trường xanh sạch đẹp luôn bảo vệ lẽ phải. Dậy. Thầy, thầy giúp bọn em nhé thầy. Đầu tiên, thầy rất vui vì những lời tán thưởng của bọn em dành cho thầy và nhà trường. Thứ hai,
Thầy và nhà trường chắc chắn sẽ bảo vệ học sinh khỏi bị bắt nạt. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Thứ ba là vụ việc mà các em tố cáo đã được giải quyết xong cách đây 2 tiếng rồi. Dạ. Nhiên và Hoàng Anh đã cung cấp cho thầy đoạn video của một bạn học khác quay lại được cảnh Dương đánh và bắt nạt Hoàng Anh ở sân trường. Dương và tên đàn em cũng đã bị đình chỉ 1 năm rồi. Vậy là giải quyết xong hết rồi hả thầy? May quá. Chúng mày bất ngờ chưa? Hôm qua nhá, tao đã nhận được một video của một nam sinh trong trường quay lại cái cảnh Dương đánh Hoàng Anh, lại còn sai vặt Hoàng Anh nữa. Sau đó nhá, tao gửi luôn lên cho cô giáo và nói với Hoàng Anh. Thế là mọi việc đã được xử lý êm đẹp rồi. Bất ngờ thật. Cuối cùng mày lại là người giúp Hoàng Anh. Thôi đi, bọn mày giúp tao mà toàn để tao bị đánh thôi. Tao giận bọn mày rồi. Anh, mày phải hiểu cho bọn tao chứ. Tất cả là bất đắc dĩ, chứ có ai muốn thế đâu. Đúng rồi đấy, bọn tao cũng cố hết sức rồi mà. Thôi, hai chúng mày im đi. Tóm lại là hai chúng mày vô dụng. Nếu như mà là con Quỳnh nhá, nó không bao giờ để tao bị đánh đi đâu. Đúng, ơ kìa, Hoàng Anh. Thôi, bạn bè còn cái nịt. Tao bị đánh tính cả hai mắt lúc này vẫn còn đau này. Nhiên, hả? Đi ăn rồi. Hôm nay tao sẽ mời mày coi như là trả ơn. Thật á? Thật. Đi luôn. Lêu lêu, còn nếu không được mời đi ăn. Ok, Hoàng Anh, bọn tao xin lỗi mà, trời đã. Đợi tao.